nói gì tới tay mình đâu, tụi nó giao lưu với tụi đâu có mật khẩu không à. Thì nơi đó ít vừa nó lên qua bên Cường mà làm thì nó Cường nói nha. Nói rồi, nó làm vợ gì đó, để vợ gì đó hả? Mày làm trong lắm mà tưởng công mày làm. Không ai liền tàu tàu chài nữa bơ. Đất ngẫu điền mình lên liền cái đủ mở viện khúc hơn đau. Đau chân sưng đầu bữa đó. Bị gì? Cậu cậu bị sao vậy anh? Cậu uống rượu bơ, cậu ngủ bình thản luôn bơ. Chết một ngày một đêm người ta. Kéo mà đi làm đường gì hả? Kéo đi. Quay à? Chết một ngày một đêm mới biết. Nha, hôm nay là anh em làm đường nha, làm đường để chuẩn bị mùa màng vô rồi. Rồi xe lúng tùm lum. Nay Hiếu Trung sẽ cho anh em xem một video cận cảnh luôn. Quay nhiều xe á, quay gần 30 xe á. Ôi đang kia hai xe đây, xe ba xe chuẩn bị con xe đang tới nữa kìa. Xe khe dưới hình như xe khe dưới hải á sao á. Làm dưới đây nè. Còn gì đây anh em? Có rắn mà có rít rồi. Nhịp một nhịp có đạo lên luôn. Không. Có một con rex. Có một con rít. Không đéo luôn. Mà nó còn súng lâu cái gì. Mà cầm cả tháng trời mà chưa đòi được sâu thôi. Mà sao cái đường này đường chung mà lúc nào năm nào mình cũng làm hết ta? Ngày hội một năm có một lần anh em à. Xe này đóng cái móc rộng các bạn. Không đem bom à? Tắc giao thông do xe trước đang đổ đá xuống mấy cái hộp đó. Con bơm này nè. Cái chim còn sắc ôm truyền thống hiểu đi được. Cái chim lúc nào còn thuộc cái bơm đó à, đưa cho chiếc xe xong đưa luôn cái bơm mới giờ thành bơm cũ luôn. Làm tăng lên tầm non lớn bên em ơi. Phục đây vô luôn cho ách tắc giao thông vô luôn. Làm đường để chuẩn bị mùa màng anh em ơi. Vô luôn, nhanh lên. Lại thêm một chiếc nữa, ách tắc giao thông luôn. Phát quang luôn. Mùa tới rồi. Trước cho nên mấy chiếc sau đây 3 chiếc tắc tắc. Thêm chiếc mình mà tới nữa là 4 chiếc. Là tắc tiếp à. Bỏ đây không được đâu. Mấy phụ nữ đó đã đi làm đường đó ta. Vâng.
chừng nó vướng á, vướng thì dây cái đường móc lại, vướng nó móc mình rồi cái là. Đưa xuống lỗ đây đi. Lỗ đây chắc đường mớ được rồi. Ồ, đứa là được á, lỗ. Nó to cho xuống sau á. Đưa cái bố vào nữa. Thì bỏ dưới đây đập. Bỏ dưới đây đập. Ai ngồi dưới nó mới đập. Sao bỏ xuống dưới mà đập chứ. Đồ to to mắt đi bỏ kia mà đập nó liền chút coi chừng coi sao xuống dưới mà đập ngồi ngồi chỗ nào rồi mà cho nó ai lượm lấy một lượm lộ nó không có đá này thì chịu được mới phải đứng ở dưới này này. Có bay chịu nổi à, cái này nó lúng xuống dưới là được. Đâu, lườm cái đá đi, mới chập cái đá nhỏ mình rải lớp trên là vừa. Lấy cái to là bực nền xuống dưới. Sao mà ấy đó. Đồng cung nó tụt xuống. Nhà Hiếu này là đứng cái chỗ không ai bóc được hết. Bóc dưới kìa. Dưới đá nhỏ không ai chập. Con đó. Ủa, mà ngày khôn xuống sao người ta dục. Thôi, để cho đi được à. Rải đây chứ, rải đây mở rải cho để xe máy không đi được. Ôi. Rồi mày chắc chạy ra ngoài kia giờ mình nó vô luôn cái đầu này. Nước cũng phương nữa kìa, lấy mình đi ra ngoài kia làm cái đường ấy mình luôn. Mà nó đắt nhiều quá rồi đúng không? Anh em làm đường mà từ trên đầm xuống dưới dốc luôn. Không bình ở công ty. Nó là dung dung của ta. Có đào hố luôn. Đào cái mắc ca. Xong được chưa? Cái này được chưa? Còn này là được rồi đó, ban ban nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ban rồi Tuấn ơi, ban ban coi chỗ này chứ để nó giật nó cao quá cái chỗ này lên nó tức.
đi nhưng còn lúng xuống nữa. Đó, còn... để cao vậy đi, đi nhưng còn lúng xuống nữa chứ phải đắp lên một xem nữa. Thêm đi, đỡ là đổ đang rồi thêm mụn nữa. Chưa có thể cao được rồi nè. Quân trong điện rồi đó. Ở đây là mà. Lô. Rồi chờ tí đang còn làm nữa, tí nữa đó. Chuẩn bị đó sẵn đi. Hiền đi à. Anh em vô trước giờ điện. Tết đường. Ở đây bên hai bên này này. Em đi ra lấy mấy chậu nước này tập lũ này. Xuống. Tết đường. Tết chịu chẳng ăn hay không có tết. Đây này, đây đổ thêm rồi luôn là quên. Không nó tụt cái chân ra đi là chảy. Ừ. Chà đi mà không chịu khiêng mà dậm nó này cho kỹ luôn. Như lại mà để ăn. Ủa má vừa kéo đất mà vừa đầm đất cái này. Thức làm vậy là ngon nhất luôn, đầm đường. Đi lui đầm rồi đi lên lại đầm tiếp. Đúng, lò đập cốt thịt nạc, đập cái lò đá cái lò kìa. Ngoài đi. Cái chỗ chai nước á. Đập kéo xuống đó hả? Đâu này đi đâu thằng làm. Nhớ mà đổ bê tông thì thôi. Đó căng nghe được rồi. Đó, đây, 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 đây. Đó, đó chưa? Biết chưa? Ai dùng coi. Xe máy của ai này? Test một tắc coi, cho chú tự bơi luôn. Em test đây liền. Test đi. Chắc dỗ một cái cuốc đây để là sao mà sửa à? Để hư tới đâu mà sửa. Làm đường mà có. Một cái cuốc diệt trữ để lại nè. Hư ngang đâu sửa mấy. Thôi được rồi. Thôi rồi. Tết đi lẹm. Tết đi. Tết cho nó đầm xuống cái đường đi. Để cho nó tết kìa. Nó tết cho coi thử chỗ nào nó ấy là mình chỉnh sửa luôn lúc bây giờ luôn. Cho coi thử chỉnh sửa luôn. Chị cái. Rồi. Tết đi. Đâu, mát rồi. Tết. Cục đá đó kìa. Ở cái cục này thôi nè. Rồi, tết đi. Rồi, xuống dưới. Quay lại xoay đó. Đã chơi đập không nổi với cậu Tuấn à. Có cái búa này được. Xe lên nè. Làm vừa làm xe bung mà vừa làm xe máy luôn anh em nha. Đó nè, xe test lên á. Ok chưa? Ok rồi thì về. Thôi, tạm biệt. Vừa làm đường xe bông mà vừa làm đường xe máy thôi nha. Em làm xong đường hết rồi nha. À, bịch nước điện thoại. Bây giờ đang nổ máy để vô. Tắt xuống đây chạy qua. Về trước kêu. Tôi bao chừng. Mà máy xe về trước rồi. Về thôi, xong hết rồi. Đâu
anh em ngày hôm nay là làm để đó, để giờ đá đắm luôn, tải xuống như rải nhựa. Quay xuống đây thế nào luôn trơn nhé, rất là chán nè, sáng giờ là đá nè, đá rất là nhiều nha anh em, huy động tới 5-6 xe công nông lận. Cà phê thì chỉ chín vào 9 giờ. Hôm nay đi động tất cả anh em làm đường nè. Hôm nay anh em nào vào xem kênh của Dũng Nguyễn Trung mà thấy anh em như thế này thì ủng hộ cho một like nha. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông subscribe để có những video hay và thú vị. Còn cái nữa, tập nữa nếu về chỗ anh em tập trung mình sẽ đưa hình ảnh các anh em về trước. Đã số ra về trước rồi, ra chỗ tập trung rồi, để mình đang về. Giờ hôm nay cũng âm u, hình như anh cũng tảo anh em à. Đây, chúng tôi đã về tới ngày 3 rồi. Đường này làm rất là ok. Phải tông xuống luôn, xà bằng đổ hết. Sáng là chỗ này là cái hũ. Vô chưa? Rồi chập vô chưa? Ừ. Hãy rồi vô. Gần tới chỗ tập trung rồi anh em ơi. Này ngày xưa là cái bãi đá. Dạ quỳ ra bông rồi. Là mùa đông đã đến. Anh em nha. Dạ quỳ đã đổ hoa. Em thấy ngay bê tông mà những cái mớp như thế này. Anh em cũng sắp luôn. Rất là đây. Tới đường bê tông rồi anh em nha. Lúc nãy mình vô cũng hợp phần anh em, nhưng mà anh em nói là anh em không có thích ghi hình á, cho nên là bây giờ mình đang đứng chiếc xe công nông. Thì cuộc hành trình của Hiếu Nguyễn Trung ngày hôm nay cùng anh em đi làm đường để đón một vụ mùa của Tây Nguyên cà phê sắp đến. Thì cũng đến nay thì cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian qua. Và bây giờ Hiếu Nguyễn Trung, ai chưa đăng ký nhớ cho một like kích lợi, đăng ký kênh và nhấn chuông subscribe, nhớ là phải nhấn chuông subscribe nha, để có những video hay và thú vị sẽ đến với các bạn nhé. Còn bây giờ Hiếu Nguyễn Trung xin nói lời thân ái và tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Bye bye.